Tại cửa khẩu Sa Mát, tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội Khmer Việt Nam đã tiếp nhận hàng cứu trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh gửi tặng bà con gốc Việt và các gia đình Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đến tiếp nhận hàng viện trợ của Quân khu 7 và một số đơn vị tại Việt Nam tặng bà con người gốc Việt cũng như những gia đình Campuchia gặp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid đang diễn ra trầm trọng tại Campuchia. Quà cứu trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gồm 25.000 khẩu trang, 500 lít dung dịch sát khuẩn, 100 màn tuyền, 100 thùng lương khô, 100 thùng cá hộp và 2 tỷ đồng. Sáng cùng ngày, đoàn cũng tiếp nhận hàng cứu trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh gồm 20 tấn gạo, 3,5 tấn vật tư y tế và thuốc bổ, trị giá 20.000 đô la Mỹ. Dự kiến trong cuối tuần này khoảng 1.000 gia đình nữa, và trong cái tuần sau nữa thì cái kế hoạch chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm việc với chỗ Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia sẽ cân đối nguồn lực, và trên cơ sở cái rà soát yêu cầu tại tất cả các tỉnh thành phố của Campuchia sẽ tổ chức một cái đợt phát hỗ trợ trên diện rộng. Chương trình hỗ trợ bà con kiều bào sẽ còn được tiếp tục trong thời gian tới. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia hiện nay, hy vọng những nỗ lực hỗ trợ bà con kiều bào trong những lúc như thế này sẽ phần nào giúp bà con có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn.